Rồi. Tính ra mới vừa chui ra cũng quay luôn.
giờ nói gì chứ? Giờ muốn nói gì hả? Bình tâm thôi, mới là quần, mới là quần mấy? Sáu sáu. Mới quần năm, quần năm. Mới quần năm thôi, mới giờ lớn thôi. Chưa ra tới trung tâm quần nhất mà bỏ tới. U23 Việt Nam, chị nói cho được. Oh.
rồi quay lại phải chịu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.